Ui. Cũng rất may là về người thì cả ba người là không sao. Về bác bán bánh bao thì cũng có bị chảy máu tay một chút, nhưng về cơ bản thì bác cũng không vấn đề gì. Bác cứ cho số điện thoại của bác xong thì cũng rất may là xe của bác cũng như là hàng hóa của bác, bánh bao của bác không sao. Đi bây giờ đạp sơ ra mới coi chứ vậy xe luôn được rồi. Giờ chứ mời bạn chắc xe xuống giúp khỏi câu đi. Tưởng lại xe lô nó về lắm mà. Không thế. Chẳng đạp xe lô thì đúng là một có lẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất. Rẽ chưa? Xin đường, cứ xin đường người ta mới rẽ được. Thì hỏi anh, em hỏi anh. Rẽ rồi xin đường để rẽ. Vào rẽ vào đường cái to đã nhìn thấy cờ. Cho cháu đi nhờ ạ. Xuống. Tránh. Để đâu giờ nhỉ? Nhảy xuống đi. Anh phanh lại nữa. Cái cầu thang này chắc phải ra ngoài. Cái này ra ngoài, cái này ngoài cùng. Này lên đây. No. Đây. Cái này ở bên này nè. Đúng rồi. Nó nằm ở bên này, hai miếng này nằm ở bên này. Chính xác rồi. Dạ, em báo cáo Quang. Bỏ qua chờ hai thí sinh rất lâu, nhưng mà vậy là đúng rồi. Tối tới nhà em nhậu nha Quang. Một bức mật thư đọc cho kỹ, nghiên cứu kỹ. Cảm ơn Quang. Có một điều rất là thú vị là sau khi xếp hình xong là đội chúng tôi được phát một cái bộ đồ gọi là truyền thống, là áo dài, khăn đóng, rồi có cái quần trắng. Quang cho con hỏi là cái đây có phải là Lăng Tự Đức không? Nguyên tắc Quang không được nói. Cái này con thắc mắc con hỏi cái hình thấy đẹp con hỏi thôi Quang chứ không có gì hết. Minh Lâu hả anh? Cung hỷ phát hài xếp tới mai á. Yeah! Sao? Các bạn đã sắp đúng. Anh Quang, hãy đọc kỹ, nghiên cứu kỹ. Em Lan. Kết quả là đường đi. Các bạn đã xếp đúng, hãy đọc kỹ, nghiên cứu kỹ. Kết quả là đường đi. Rồi nha, anh đố nha. Thì lúc đầu cứ nghĩ mãi cái kết quả đường đi là đường đi ở đâu. Là đi vòng vòng. Kết quả là đường đi cái hình trong ảnh. Kết quả. Minh ơi, có khi nào là đi vào cái đúng cái hình luôn không? Hình nào? Cái hình mà anh em xếp. Hình đấy á? Ừ. Cái hình trong đó là ở đâu em quên mất tên. Cảm ơn anh. Lăng Minh Mạng. Đấy là hình Lăng Minh Mạng, tôi nghĩ khả thi ấy. Đội Ezo cũng đã nghĩ ra được đó là cái Lăng Minh Mạng, cho nên là quyết định là chạy ù xuống để tìm taxi để tới Lăng Minh Mạng. Nhưng mà khi mà xuống thì hoàn toàn ở đó không hề có một chiếc taxi nào. Anh có hỏi giùm em được bà cho em kéo qua Lăng Minh Mạng được không? Bây giờ mình không đi Lăng Minh Mạng. Excuse me. Can you take us to Minh Mạng the taxi please? Rồi bà đã nhường hẳn chiếc xe cho mình và đưa bắt đầu và Phúc tới Lăng Minh Mạng. Okay, thank you madam, thank you very much. Mật thư. Bước rào. Ai là người hoài cổ? Mày. Rồi, tao chơi ha. Trời ơi, đừng nói đọc chữ tàu này chứ. Trời ơi. Tính nhiều quên nữa. Quan trọng là phải có trí nhớ và bình tĩnh. Thì cả hai cái đó là cái điểm yếu của mình. Trí nhớ của mình thì nó lại rất là tệ. Mà vào trong đó mình lại không giữ bình tĩnh thì càng tệ hơn. Cảm ơn anh ạ. Anh chờ em tí. Mày làm sao? Đau chân à? Chú có thấy có hai thằng mặc áo nhà nó chạy đâu chú? Chạy trong đây à?
Cảm ơn chú nha. Chú làm ơn cho cháu hỏi Thái Miếu đi đường nào ạ? Thái Miếu là nằm bên trái, mà Thế Miếu là nằm bên phải. Thế Miếu vào đường. Vâng vâng. Vâng. Thế Miếu và Thái Miếu là khác nhau ạ? Không, kia kia. Nhìn đằng sau đây. Không có ai. À, phải hỏi lời thờ các vị vua. Oh yeah. Một, hai, ba. Tuấn Anh và Xuân Sơn, hai bạn là một đội đã gây rất nhiều bất ngờ trận dịp trước. Hai bạn là một đội về cuối cùng. Hôm nay, hai bạn là một đội về nhất. Yeah! Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thành Trung, Thanh Bằng, hai bạn là đội đã về đích thứ hai hôm nay. Chúc mừng hai bạn. Kim Nam, ai là người hoài cổ? Anh chơi. Là mình quan sát, mình tìm cái gì đó có thể để mình tạo ra một cái phương pháp mình nhớ. 21, 21 năm là hai gạch dài gạch ngắn. Xé thêm 8 tờ giấy, mình cầm. Tờ đầu tiên là Gia Long, tờ cuối cùng là Bảo Đại. Rồi cứ 10 năm trị vì là mình xé một cái đường dài, 1 năm trị vì thì xé cái đường ngắn. Ai là người hoài cổ? Mình sẽ là người nhận mật thư. Phúc sẽ thực hiện cái thử thách vượt rào này. Em làm đi. Em phi hết từ từ. Nhưng mà tất cả đều sai hết. Lúc đầu mà mình chọn là để bình chơi thì có vẻ kết quả nó sẽ khả quan hơn. Nhưng mà vì mình hiểu nhầm cái ý nghĩa của cái mật thư đó cho nên mình lại chọn là mình chơi. Ôi không có để tên sao mình biết? Này là Bảo Đại. Mặt ăn chơi giống mình 20 năm. Không biết tại sao sai luôn. Số lớn trừ số nhỏ cộng 1. Số lớn trừ số nhỏ cộng 1 là đúng. Hiểu không? Em tìm 3 ông đầu. Ha. À. 3 ông đầu nha. 3 ông theo này. Chị tìm 4 ông cuối. À. 6. Đối đầu đằng thứ 5 là em chết. Có những một quả nó ôm em ngang lưng này. Mình cứ trườn 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 lên lúc sau thấy hở hết cả. Xài rồi em ơi. Có thể xài cái nào được không? Được không? Đừng có đừng hôm qua ở trên này không có tên của vị vua. Là mình không biết vị vua nào với vị vua nào. Thành ra theo luật của chương trình mình lại phải lộn ra ngoài, đặt lại các thẻ bài vào chỗ cũ và sau đó là phải đi nhớ từng nhớ tên từng vị vua. Bức ảnh mà cũ ấy thì là vị vua Gia Long, còn một vị vua có ảnh màu thì đấy là Bảo Đại. Mình chỉ cần 2 lượt là mình đã hoàn thành được nhiệm vụ này. Cảm ơn anh. Yeah! Rồi, xong rồi. Dạ, cảm ơn Quang. Dạ, cảm ơn Quang nhiều. Đi đến Bia Quốc Học Huế để tìm mật thư tiếp theo. Mà những cái hình đó nó đều có những cái gì đó nó giống nhau. Đây, đây rồi. Đạp xích lô đến cổng Đại Nội. Đạp xích lô đến cổng Đại Nội. Ngày xưa giờ mình chưa có đạp xích lô nên là cái thao tác nó không có quen lắm. Ở phía trước có người ngồi thì nó nặng, mà đường lúc đó là buổi chiều thì nó khoảng 4-5 giờ cũng khá đông. Vô em ơi. Ê à! Né nữa kìa. Né nữa chứ lại. Sao đụng vô xe nó phải né. Ủa sao nãy sao giờ thành ra dư vậy trời. Mình bị áp lực, vừa áp lực cho bản thân mình, mình vừa cảm thấy giống như mình có lỗi với đồng đội. Ông đang là ai đây trời ơi. Vì mình cảm thấy là hôm nay mình sẽ bị loại và vì tại mình.